Anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra, là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Dạ, dạ anh tặng chai nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, đúng rồi ha. Dạ rồi, dạ, em cũng rồi bây giờ tôi đưa cho Hiệp mở quà ra. Mời nhà trai. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiền. Tô Cẩm Hiệp nha, Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Anh chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. À. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giá em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. Học y sĩ. Tức là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chỗ nghỉ em rồi. Ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ một bữa. Dạ được anh. Thôi. Vậy là hai bạn này á Linh mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải dạ, đi công viên là hẹn nhau cỏ. Ở nhà nghỉ. Ủa, không cần đi công viên nghỉ kỳ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chỉ tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại? Dạ. Bao lâu rồi em? Dạ khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi. Dạ. Bạn trai sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có. Rồi nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. Em có nhà nghỉ rồi về chi đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. Tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn, cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu lượng rượu rất là cao. Sợ về làm gãm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu.
Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc chứ không phải là trời biết nhậu ơi, mới biết nhậu rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Đổi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi coi bên coi đàn trai. Đàn đáp trai ứng đi. Được nhu cầu của em hay không? Sao quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là hả miễn phí. Trời ơi thấy chưa? Chút gì cái giá miễn phí liền. Dạ, dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Nói đi nói đi. Trời gì? Nãy giờ dạ, khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á, nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm được ơn má rồi nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ vậy cũng tốt rồi đó, quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, em chào bên nhà trai, chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó, hay thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ xin anh. Rồi cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà trai. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chén nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được không? Vậy á. Dạ anh tặng chai nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, rồi đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi bây giờ tôi đưa cho Hiệp mở quà ra. Đây là cái lò Hammett em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. Dạ anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi gì thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Yeah. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á cô. Biển, chị, dạ ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Huyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu ha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới thì ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Ví dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên quá gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chờ anh quá khờ. Thôi được rồi. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Bà nào gì lạ vậy trời. Ừ.
Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác rồi, có giọng hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên, từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một, khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng gửi ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để em rung quá. Rung quá, hồi hộp quá, dạ. Không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ, sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây, nợ đôi ta tạo thành. Xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng rể hiền đó, rể hiền để ngoan bây giờ, đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi đôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội, dạ, tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi, hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ là ta bấm liền đó, vậy đó. Thôi, chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ đó, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ, cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiến xa hơn cô ha. Chưa làm thủ tục hôn nhau cơ nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó, ông đừng có quên của nó tội. Ông làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu mô này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má, ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Hoặc là ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, dạ anh. Một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Cũng là Trinh Nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng Nguyên Trinh luôn. Đúng rồi. Thì em thì không có giữ được tiền, giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ gặp ngay sau đây cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm hay không. Xin mời. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng, từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi, trời ơi, cá tính không? Dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Vâng. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân. Và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Trời. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em chào chị Hồng Vân, chào em, quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ, ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy, cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa. Tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc cùng một lúc nhiều việc được, đúng không? Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng, em hay chọc cười mọi người. Với lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có
cái cách nhìn nhận nó khác, không, nó ngược lại, có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của vậy em đó hả? Thật, con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ, điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ, có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giữ được tiền. Giờ phải kiếm bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi, khỏe, có bằng cái kia được rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là tính hay quên, có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ, nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi các bạn mới nhậu không? Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi 2 tuần mới có 1 ngày. Ta lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có 1 ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon nó chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa, nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ, nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ, 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ, mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa trơn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ, em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương. Thời em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó, em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, cao từ 1m55 trở lên. Rồi, có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Để chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nó cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé, em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi, còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ em kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. Chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được, bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ, em gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông dạ. Báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn má, về má mới cho về. Chẳng má, những dẫn má. Về mà còn vác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có vác xong mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu mà hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Thằng gái thì cũng tương đối, hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được, chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi, cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần, tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích hoa. Mít là dè qua đây thôi, khỏi trao đó, dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh, thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship ship luôn người thà người
Dạ, vậy được á anh. Em sao em lại tặng bông hướng dương? Em thích hướng dương với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời, một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng ghê. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ anh lo. Mới nãy nghe em nói anh mập như cái mít này em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nói bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi. Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới con. Anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh buồn quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu rồi. Đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vâng, không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Rồi, nắm tay đi. Chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung. Chứ còn không có nhiều người rối á, cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt, nó mũi dữ lắm. Chúc mừng. Đứng ngoài nắng 5 ngày rồi đó thì nghệ sĩ gì còn thua dân làm ruộng nữa. Thấy gớm luôn. Hôm qua về nhìn con nó nhìn nó tưởng ông nào. Đen quá luôn. Một màu xanh. Nếu Ngọc Lan mà lỡ có hơi nhiều quá mọi người thông cảm nha. Tại vì Lan bệnh hơn tháng rồi. Đang bị Covid đó. Một màu xanh xanh. Chấm thêm màu vàng. Ông không biết làm. Một màu xanh. Chấm thêm vàng. Trắng vàng xanh. Ủa, tôi xin ba. Ủa, giờ lịch phát sóng.
17 giờ. 17 giờ mai, ủa 19 giờ. Rồi tất cả chúng ta chuẩn bị lên sóng truyền hình nha bà con. 20 giờ 30 thứ hai. Mình kiểm tra lại nút áo nút quần có ai quên cài nút áo nút quần rồi. Tránh là móc lỗ mũi, móc lỗ tai, móc gãi tùm lum hết nha. Ok. Rồi. Lên sóng là khó gỡ lắm nha. Chú Hùng. 5 4 3 2 1 vỗ tay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 thứ bảy và 20 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Toshiba. Thưa quý vị, chương trình do Toshiba, Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng Nhật Bản tài trợ chương trình. Mỗi tuần trôi qua, chúng ta lại gặp nhau để cùng kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống này. Có thể nói cuộc sống tất bật mưu sinh, rất là nhiều công việc mà họ đôi khi quên đi cái tình yêu riêng của mình. Và chúng tôi sẽ là chiếc cầu nối rất hiệu quả để những cặp đôi đang tìm nửa mảnh ghép của mình. Hôm nay, Quỳ Linh và Ngọc Lan sẽ kết nối hai cặp đôi. Không biết họ có bấm nút hẹn hò hay không? Tùy theo cảm xúc, tùy theo duyên nợ nha quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Mời nhà trai. Rồi. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời em ngồi. Rồi mời em giới thiệu về mình. Tên gì, tên gì? Tống Bá Thường. Tên gì? Tống Bá Thường. Tống Bá Thường. À, Tống Bá Thường. 95 ở Hà Nội. Mình làm công việc gì thường? Nội thất á hả? Trang trí nội thất nhà cửa này kia đó hả? À, rồi mình từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh. À, Tống Bá Thường sống tại thủ đô Hà Nội, làm nghề trang trí nội thất, sinh năm 1995. Nhà dạ. Gái nghe rõ chưa? Dạ, nhà gái nghe rõ. Bây giờ tới phần giới thiệu của nhà gái nè. Xin chào con. Ủa? Ngoài Hà Nội vào luôn à? Coi chừng hai bạn này đi cùng chuyến bay đó. Các bạn bay chuyến nào vậy? Em vừa mới đêm qua 5 giờ sáng em mới khách sạn đến ở đây. Trời ơi. Tức là 5 giờ sáng mới đến đây? Ủa bay từ lúc mấy giờ mà sau 5 giờ sáng? Em đặt chuyến xong bị delay. Delay tới mấy giờ mà tới 5 giờ mới tới đây vậy? 3 giờ rưỡi thì bắt đầu bay từ Hà Nội. Ôi giời. 3 giờ rưỡi bắt đầu máy bay. Còn thường là bay lúc mấy giờ? À, bay trước rồi hả? Nôn nao hơn nhà gái. Nhà trai vào trước nhà gái. À, đấy, đấy là duyên nợ đó quý vị. Họ ở tại Hà Nội mà họ không gặp nhau. Họ đến thành phố Hồ Chí Minh để cùng kết nối. À, đây là một trong những cái thuận lợi nhất của hai bạn đó nha. Thường nói cho bên nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi Thường. Hoạt bát và hơi năng động. Chưa thấy hoạt bát lắm nha. Chưa thấy hoạt bát. Hơi... Nãy giờ hơi nhút nhát đó. Mới lên sân khấu hơi nhút nhát thôi. Từ từ nó phải năng động đúng không Thường? À. Rồi. Hoạt bát năng động rồi gì nữa Thường? Run quá. Thoải mái lên, thoải mái lên. Thường có biết hát không? Không biết hát hả? Trong những lúc mà hồi hộp căng thẳng thì Thường làm gì để giải tỏa điều đó nè? Nghe nhạc hả? Nghe nhạc giờ không có nhạc đâu nghe. Thường là mình phải tự hát, mình nghe ha. Thôi thoải mái lên đi. Ưu điểm của mình ngoài cái đó là còn gì nữa? Có khuyết điểm không? Không biết nấu ăn. Ăn được không? Ăn được mà nấu không được đúng không? Rồi còn khuyết điểm gì nữa không Thường? Sợ ma nữa. Tướng này ma nào nó sợ chứ mình sợ ma gì trời. Rồi. Đó. Ưu điểm khuyết điểm nhà trai là vậy, nhút nhát nè. Đó. Năng động nhưng mà cũng hơi nhát trước đám đông. Không biết nấu ăn.
Sợ ma nữa. Sợ ma nữa đó. Cái điểm sợ ma này nó mới ngặt nghèo rồi, rồi mốt sao mình dẫn bạn gái đi coi phim ma không biết nữa. Thường ta cô gái là người ta phải dắt bạn gái đi coi phim ma rồi cho bạn gái sợ sợ rồi ta giả bộ ta ôm ôm đồ tác động đồ. Đằng này sợ ma quá rồi làm sao đây? Hỏi bạn gái có sợ ma không vậy? Bạn gái có sợ ma không? Đó, đó thấy chưa? Thôi vậy không sao. Ta con gái ta không sợ ma rồi. Bù trừ. Bù trừ. Đúng rồi. Rồi chúng ta đến với ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. Vậy thôi hả? Không, điều đó chị cũng cảm nhận được. Rồi còn khuyết điểm của mình. Về khuyết điểm là ngủ. Ngủ bình thường thì em ngủ rất là sâu. Rất là sâu luôn, thậm chí là báo thức kêu nhưng em không nghe được luôn. Sâu đậm luôn đấy em. Rất sâu. Và em cũng đã từng có một lần từ hồi là sinh viên. Em ngủ trời ơi nó có người qua coi mắt em kìa. Chào con gái. Ồ dễ thương quá. Cô gái Hà Nội dễ thương. Chàng trai đây rất là nhút nhát, mà mỗi lần nhút nhát mà căng thẳng là chàng ấy muốn nghe nhạc. Nhà gái có thể hát tặng cho nhà trai bài hát nào đó để nhà trai năng động lên chút xíu không? Bên đây ngồi rung lắm. Rồi. Cầu hôn. Ồ thấy chưa? Nghe nha. 2, 3. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, nhưng trên đôi giày còn có đinh đá tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa cúc hồng. Lời hát khi xưa anh viết, mình lạc nhau trên ngọn đồi đông nắng gió. Em có mang chiếc video của mình chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nó. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với anh không? Về không? Nghe nghe thấy sao, cảm giác sao? Thích đó. Sao ạ? À? Thấy nhà nghe gái. Nhà ta thấy thích rồi đó nha. Nhà gái tôi thế nào ạ? À? Thích rồi, dễ thương. Một cô gái rất là dễ thương, hát nghe ngọt ngào nữa. Nhà trai nghe thôi đã xém đổ rồi đó. Sáng hôm nay tôi cảm thấy tự hào vì nhà gái của mình quá mọi người ạ. À. Nhà trai tôi cũng được lắm rồi nha, cũng sói ca lắm á. Cao chắc cũng 1m9, 2m chứ không giỡn đâu nha. À nhắc tới chiều cao thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi luôn về tình trường của cô gái. À, em thì chưa có mối tình nào cả. Trời sao ơi. Vậy cưng? Em đẹp quá mà sao vậy? Hay dễ là do em khó con... quá? Chắc có lẽ cũng vậy. À, hả? Vậy là chắc là cái yêu cầu của em nó cao lắm đúng không? Yêu cầu cao không? Yêu cầu cao như chàng trai bên kia không? Còn về chiều cao sao em? Chiều cao bên kia là lợi thế chiều cao đó. Chưa. Cao hơn cái thang luôn. Chiều cao thì em cũng không quan trọng. Cao hay thấp rồi. Trời sao con bé này nó xinh đẹp, nó dịu dàng như thế mà yêu cầu của nó đơn giản, nhẹ đơn giản nhàng quá. Đó. Có nào khó hơn? Có gì khó hơn nữa không? Vậy thì gia đình bên nhà trai dư sức đáp ứng nhu cầu của nhà gái rồi. Em hỏi gì nó khó hơn đi. Bên đó cô gái xinh đẹp lắm em trai. Bây giờ nè. Chưa có nhiều trải nghiệm thành ra là cũng chưa có. Nghĩa là nhiều khi là em chưa kịp nghĩ ra được đúng không? Bây giờ chị sẽ qua bên nhà trai, chị sẽ trò chuyện coi như thế nào. Đó, nhà trai tôi sói ca. Cao hơn cây thang luôn. Yên tâm. Ngon lắm. Ủa nè bà mối, cái gì ngon? Ăn được không ngon? Tôi không ăn, mai mốt bên đây ăn, nên là tôi thấy tôi nói trước là ngon. Ngon ta về mà ngon gì, hấp dẫn. Trời ơi, đẹp trai cao ráo. Chào em. Tên thường chứ không có thường nha.
Không hề thường chút không nào hả? Không hề thường. Vậy là bất thường lắm hả? Không, không có bất thường, không có bình thường, mà nó vô thường. Vô thường. Đó. Thấy... Nà, thôi không giỡn nữa nè. Bây giờ nè, chàng trai nói cho chị nghe là bao nhiêu mối tình rồi? Em thì có 20. À, nhưng mà lý do chia tay là xa quá, không phải được lý xa quá. À. Do cách xa quá hả? Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Mới cả ngày đấy là cũng còn đang đến mới có 20 tuổi. Chưa đủ sức hả? Chưa trưởng thành. Khớp đồ nó chưa cứng nên chưa trèo được đúng không? Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bây giờ nó gần sát bên đâu có cần trèo gọi là trèo đèo lội suối gì trời đâu. Vậy là giống như định mệnh như đó, lần này đúng là rồi. Cùng ở Hà Nội là định mệnh luôn đó. Ở đâu này hỏi coi có ở gần phường nhau không? Hỏi đi. Bạn là ở chỗ nào Hà Nội nhỉ? Em đi. Em ở chỗ nào Hà Nội em ơi? Em ở Hà Đông. Ờ. Hà Đông. Anh ở Chương Mỹ. Là gần nhau không em? Gần ạ. À vậy hả? Sát bên. Ủa vậy hả? Ờ Chương Mỹ Hà Đông sát bên. Em ở chỗ nào Hà Đông? Em ở Vinh Mộ. Ô. Ô. Bảy cây. Bảy cây. Yeah. Ý. Đây nè. Mà em nghe cái chữ Hà Đông em có nhớ đến cái câu gì không? Cái gì Hà Đông đó? Cái gì Hà Đông ta? Cái gì em biết nghe? Không? Biết. Hả? Sư tử Hà Đông. Sợ không? Sợ không? Sợ. Không sợ, không sợ luôn. Không sợ đúng không? Không sợ. À, vậy là gần nhau cách có 7 cây thôi mà chúng ta không gặp nhau, mà chúng ta phải vượt gần 2.000 cây số ta mới gặp nhau ở đây, đó là duyên nợ. Đúng rồi. Sao nãy nghe bên kia nói về những cái yêu cầu về một người đàn ông của bên kia, em cảm thấy là mình có thực hiện được không? Rất là có. Chị thấy dễ quá mà, đúng nhưng không? Mà chưa thực hiện thì cố gắng hết sức để mà thực hiện. Ừ. Dễ lắm, rất là dễ. Tóm lại là hôm nay hai bạn này nó thuận lợi rất là nhiều luôn. Bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông nè? Em thích đàn ông gia trưởng. Gia trưởng? Có gia trưởng không? Ừ. Bên đây hiền lành lắm. Vũ phu. Có thụi ai bao giờ chưa? À, chưa, toàn bị đấm thôi. Trời ơi, đàn ông mà gia trưởng vũ phu nó kinh khủng lắm nha. Còn gì nữa không? Hết rồi, hai cái đó thôi đã mệt rồi đó. Hai cái đó là mà ai mà dướng phải hai cái đó thôi bỏ đi nha. Bên đây là không có. Bên đây cũng không có gia trưởng vũ phu gì hết trơn. À. Nói chung là... Bây giờ cái gu bạn gái em là cái gì nè? Hiền lành. Hiền lành và chú tình. Vậy thôi hả? Trời, hai bạn này sao dễ dàng quá vậy? Hiền, có hiền. Đúng, dễ thương lắm. Mình đi với ai vậy em gái? Hôm nay thì... Sao? Rồi. Sao quá. Sao quá. Còn chàng trai? Em đi mày gặp bác ấy. À. Có bác hả? Rồi, mình dạ. Gặp bác chút xíu đi. Dạ, con chào bác ạ. À. Chào nhà trai. Dạ vâng, xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Mời dạ. Anh cầm cái micro dùng Quỳnh Linh ạ. À. Rồi, chào. Vâng. Nói, dạ. Nói được rồi anh. Xin chào MC Quỳnh Linh và xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Họ nhà trai chúng tôi đại diện của cháu Thường đây. Chúng tôi một kỳ vọng rất lớn là hôm nay được gặp hai MC và đồng thời cũng là một kỳ vọng lớn nhất là sẽ đi là sẽ không phải không. Tức là không biết rằng MC có hiểu rằng là chúng tôi đi la mang một quyết tâm rất cao và một kỳ vọng rất lớn đi không phải không. Tức là không bao giờ về không. Tưởng đi không về không. Đi không có người, về phải có người. Đấy, có đó. Đúng không? Dạ vâng, đúng thế. Vậy thì á, nhà trai đánh giá bên nhà gái như thế nào nè? Nhìn nhà gái có thấy được không? Quả thật là về địa chỉ địa lý thì rất là gần, thế nhưng mà ngược trở lại thông qua cái chương trình này, vậy là cháu tôi có một cơ hội rất lớn. Chỉ chúc cháu rằng gì, cơ hội như thế này mà cháu không tận dụng được thì là cháu phải kém. Chứ sao, tên là Thường, nhưng bác kỳ vọng rằng cháu sẽ phi được. Hay quá, cảm ơn nhà trai đó, không tận dụng được là không được nha. Bằng mọi cách phải tận dụng về đi, một mà về hai nha. Chuẩn bị. Mở rào. Cố lên nha Thường nha. Nghe lời chú dặn không? Phi thường lên, mạnh mẽ lên, năng động lên nào.
đứng đó chưa? Đứng đó, nãy nói nãy anh nghe em hát sao? Mình nói to lên cho mọi người nghe chứ. Nhìn thẳng, quay mặt nhìn thẳng bạn gái đi, nói. Nãy giờ anh thấy em sao? Không, đúng rồi. Đó, bị phản đối rồi kìa. Bây giờ tặng cái gì cho bạn gái nói gì đó. Nói đi, nãy giờ anh thấy, nãy giờ nghe tiếng nói rồi gặp em anh thấy sao? Nhìn thẳng mắt bạn gái kìa. Ừ, quyết tâm cao lên, phi thường đâu. Không nghe. Chưa nói gì mà cơ hội cái gì. Nay tặng bạn gái gì vậy? Cháu tặng cái chuông gió. Chuông gió hả? Chứ không phải tặng chuông gió cho đỡ sợ ma hả? Chuông gió mới sợ ma đó, tại chị đang ngủ hú 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 mới sợ. À, sao nhìn thấy em gái coi, nhìn quay mặt đi, thấy thấy sao? Rất xinh. Hả? Rất xinh hả? Hỏi coi em thích đi chơi ở đâu, Hà Nội, hỏi thử coi. Rồi thôi về chỗ ngồi đi. Bên nhà trai cầm cái micro dùng Quỳnh Linh coi. Đây này, chị để đây cho. Nãy giờ nó vô đề được không? Dặn dò nó cái gì coi. Ủa Trường ơi, cơ hội tới với cháu như thế này. Thôi mở micro. Chú kinh nghiệm truyền cho nó coi. Nếu là bác đang ở độ tuổi như con ấy thì ngay mà luôn là 100% luôn, không phải đắn đo gì nữa. Nãy giờ con nói được không? Mọi khi thì nghe mạnh dạn, coi như là can đảm lắm, mà sao hôm nay ướp gặp bạn gái thế nào tự nhiên lại mất hết, coi như là cả cái uy lực, cái khí thế đi. Ừ, động viên nó đi, nói gì đi. Rồi, cứ yên tâm nhá, bình tĩnh nhá, tiến lên nhá, tiến chắc nhá, tiến bước về. Và rồi sẽ đi như thế nào, bước ra ngoài. Đó. Cháu sẽ cố lên. Nghe lời bác chưa? Rồi, bắt đầu nói đi, nói chuyện đi. Em gái, em cảm giác bên nhà trai thế nào? Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa thế nào, nói cho nhau nghe đi. Bây giờ nhà trai hỏi nhà gái là hẹn hò sao, em thích đi chơi đâu, thích ăn cái gì, có thích đi xem phim trong buổi hẹn hò không? Mà em hỏi đi, hỏi đi rồi mai mốt mình về Hà Nội là mình tới bến luôn. Không, em nói với bạn gái, em hẹn hò bạn gái mà, đâu phải hẹn hò chị đâu mà. Em kêu gần hay không gần với chị chứ. Hỏi em đi, quan điểm hôn nhân của em thế nào? Chúng ta bao lâu thì có thể tiến tới rồi? Con cái tính sao? Hỏi đi. Vâng, lần đầu tiên
run quá. Mới để bác lên nồi nói thế giùm cho. Trời đất ơi, có thế thôi đó hả? À, bây giờ nè, mình nhà trai, mình phải nói nhà gái tin tưởng của mình. Tức là bây giờ anh đang chuẩn bị những gì cho hẹn hò, chuẩn bị gì cho hôn nhân. Anh đã có những cái gì rồi, chuẩn bị gì nói cho nhà gái ta yên tâm đó. Thí dụ anh đang chuẩn bị hành trang cho những cái cuộc hẹn hò thế nào. Sắp tới khoảng bao lâu thì mình chuẩn bị. Bây giờ lấy nhau về mình ở đâu, mình làm gì nói cho gái biết đi. Theo cái gọi là khát vọng của mình đó. Nói theo anh tính thì khoảng một năm mình sẽ gọi là có gia đình. Rồi khi có gia đình thì mình sẽ hướng tới về nhà ở với ba mẹ hay là ở riêng. Hay là anh hướng tới mua miếng đất nào ở Hà Đông chẳng hạn. Hay anh mua sư tử nào đó, thí dụ đó. Mình nói cho nhà gái biết đi. Mua sư tử làm chi? Hả? Hỏi em làm dâu được không? Nếu mà ba mẹ mà thoải mái thì em có thể làm dâu được. Đó, bây giờ hỏi em, lấy nhà về em có muốn mấy đứa con? Không, hỏi luôn, định hướng. Hỏi luôn. Mình phải định hướng lỡ chứ. Lỡ nhiều khi ở đây người ta thích khác mình sao? Nó phải hợp nhau không tất cả mọi suy nghĩ luôn. Cho nên giờ luôn. Tôi phải nhào lên đây tôi nghe nè. Nghe gì hết. Em nói nhỏ xíu hả? Bây giờ em hỏi lại coi, thường mấy ông đàn ông á là lấy vợ thì không cho vợ làm gì, bắt vợ ở nhà. Đó, em hỏi coi ảnh có cho đi làm không? Hay anh bắt làm gì, định hướng cho em làm gì? Sau này em có vợ ấy, thì anh muốn là vợ mình sẽ đi làm hay là ở nhà. Anh nếu mà anh có vợ thì anh sẽ để ở lại làm ạ. Chứ làm gì cũng được. Nghĩa là làm sao mà phải thoải mái ra được. Còn mọi nghĩa là công việc của em thì em có thể làm và công việc của anh vẫn làm. Em có thể ở nhà làm được, làm con phương trách cũng được. Còn ra bên ngoài thì anh xử lý được. Rồi hỏi luôn, nếu mà bây giờ em đi ra ngoài em làm việc xã hội thì anh có sẵn sàng hỗ trợ em việc nhà, cùng em làm việc nhà phụ em hay không? Tại vì cơ bản là làm dâu đó. Hỏi. Vừa rồi là anh không biết nấu ăn ạ. Nhưng mà nếu mà có lý do để nấu thì anh có sẽ vào ta làm ở đây. Thì cảm giác như hai bạn này là chỉ chờ bấm nút thôi, giờ chứ không muốn nói chuyện nữa. Hai bạn này là chỉ muốn đi xuống dưới nói chuyện thôi. Nắm tay. Đúng. Anh muốn nói là qua chương trình này mình đã có duyên gặp nhau ấy. Thì anh hy vọng là mình không phải là người đầu tiên. Anh sẽ mong là người cuối cùng. Cái câu này nó quan trọng lắm. Bây giờ mình đứng lên, mình tấn công tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái, mình nhìn thẳng vô mắt bạn gái, mình nói câu đó nó mới FV. Thiệt. Cái câu em phải làm như vậy thì em mới đem người ta về được. Chứ giờ em đứng đây xa quá người ta không nói. Chưa kể người ta cận, người ta không nhìn thấy được em nữa. Em bị cận. Không, chị nói giả bộ vậy đó. Chị thí dụ vậy. Bây giờ đứng lên. Lên luôn, đúng. Máu lên. Chưa đứng lên. Chưa, mời người ta đứng lên. Nắm tay nè. Nắm tay, nắm hai tay. Đúng rồi. Rồi, mình có hát tặng bạn gái một bài hát để lấy tinh thần không? Chị nghe thôi. Chị nghe thôi hả? Rồi. Rồi vậy thôi, được rồi đó, hai bạn về chỗ. Lẽ tôi kêu bác ngồi dưới hát chứ. Rồi, để tôi bấm đi, Thường. Tôi đây trái cái Thường. Đúng rồi. Đây, chị hỗ trợ cho. Em ngồi sát vô một chút.
Hai bạn suy nghĩ cho kỹ nha. Khi bấm nút chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Đây có phải là một nửa người cùng đồng hành với chúng ta không? Cảm xúc của mình bây giờ thế nào? Tim có đập không? Cảm xúc có một chút gì đó nó rung động hay không?